Thưa quý vị và các bạn, trẻ hơn dỗi ăn vạ khi không được đáp ứng điều trẻ muốn làm đau đầu không ít các ông bố và bà mẹ trẻ và chắc chắn rằng các bậc phụ huynh này thì đều đặt ra câu hỏi làm thế nào để chấm dứt được tính cách xấu này ở trẻ, cần phải có phương pháp nuôi dạy con ra sao để trẻ không còn lập lại hành động này nữa và trong chương trình ngày hôm nay, chuyên gia tâm lý tiến sĩ Trần Thu Hương sẽ giải đáp những thắc mắc này của các bậc cha mẹ. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa chị, dỗi hờn, ăn vạ thì thường xuất hiện ở trẻ trong khoảng độ tuổi nào? À, và đây là tính cách hay là thói quen của trẻ ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà trẻ hờn dỗi này hay là trẻ ăn vạ ấy, thì nó sẽ xuất hiện ở những cái lúc tuổi tuổi nhỏ. Và thực ra thì nó cũng không có những cái giới hạn cụ thể Nhưng mà thường là chúng ta sẽ thấy những hành vi đấy sẽ thường tập trung ở các cái bạn Mà từ không cho đến 6 tuổi Và đặc biệt là ở cái giai đoạn mà trên 1 tuổi ạ cho đến tầm độ 4 tuổi thì đấy là một cái giai đoạn mà nó gọi là cao điểm đúng không ạ của cái, cái câu chuyện là hờn dỗi và ăn vạ. Và cái 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 việc mà trẻ hờn dỗi là ăn vạ ấy, thế thì nó không phải là một nét tính cách. Nó không phải là một tính cách nhưng mà nó là một cái thói quen, đúng không ạ? phản ứng trước gì à? những cái nhu cầu mà không được đáp ứng bởi người lớn hoặc là trước những cái sự mà gì căng thẳng về mặt cảm xúc đặc biệt là với cả các cái bạn mà trong cái khoảng từ 1 đến 3 tuổi thì rõ ràng là gì cái ngôn ngữ của các bạn ấy phát triển nó chưa đủ tốt đúng không ạ? vào chính cái sự phát triển ngôn ngữ chưa đủ tốt đấy thì nó dẫn tới là bạn ấy không thể dùng ngôn ngữ để bạn dán nhãn cho những cái nhu cầu và những cái mong muốn của các bạn ấy được để mà gì ạ cho bố mẹ hay là người lớn đúng không ạ mọi người xung quanh đáp ứng cái nhu cầu và cái mong muốn đấy và khi mà những cái nhu cầu hay những cái mong muốn mà không được đáp ứng thì nó sẽ làm dẫn tới là gì một cái sự tích tụ một cái sự khó chịu những cái cảm xúc âm tính những cái cảm xúc tiêu cực và gì ạ? và các bạn ấy để bùng nổ những cái cảm xúc mà tiêu cực đấy ra thì là gì sẽ bằng những cái sự ăn vạ, bằng những cái sự khó chịu. À, vì sao có trường hợp trẻ có, có trường hợp trẻ lại không xuất hiện hành vi ăn vạ và cách ứng xử của ông bà cha mẹ thì ảnh hưởng như thế nào tới hành vi ăn vạ ở trẻ ạ? trong thực tế thì không phải tất cả các con bé của chúng ta đúng không ạ đều gì ạ à? có cái hành vi là gì hờn dỗi hay là ăn vạ họ sẽ có một số bạn là gì cái tần suất và cái mật độ của nó là nhiều hơn và cũng có những bạn thì bạn ấy hầu như là không phải sử dụng tới cái điều đó thế nhưng mà chúng ta lại phải lưu ý trong cái tình huống này là nếu như trẻ thường xuyên Đúng không? và lạm dụng làm sao sử dụng cái hành vi anh dạ ăn vạ đó thì sẽ sinh ra những cái đứa trẻ mà chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ tạo ra, ra là đúng hơn như thế sẽ tạo ra những cái bạn trẻ, những cái bạn bé mà các bạn ấy làm sao rất bạn ấy luôn luôn có cảm giác là hằn học và khó chịu với chính bạn ấy và bạn ấy cũng sẽ luôn luôn có cái cảm giác là gì hằn học và khó chịu với cả những cái người xung quanh bởi vì làm sao cái nhu cầu hay là những cái cảm xúc của các bạn ấy nó không được giải tỏa chỉ là là gì ạ tín hiệu đưa ra mà đáp ứng không phù hợp, đó thì mới tạo ra gì ạ một cái sự hằn học, một cái sự khó chịu, một cái sự tổn thương và lúc đó các bạn sẽ bằng một cái cách nào đấy đúng không ạ? Là các bạn phải bày tỏ tức là ăn vạ để làm gì để kêu gọi sự chú ý, ăn vạ để gì để hối thúc, đưa ra được những mẫu hành vi mà gì tôi mong muốn đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng phải xem lại đó là cái 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 cách mà chúng ta dẫn dắt, cách mà chúng ta định hướng các con của chúng ta, cách mà những người lớn làm sao nhìn và giải mã những cái tín hiệu mà các con đưa ra. Nếu mà nó tương thích mà nó phù hợp thì là sẽ hạn chế được những cái hành vi tức là giận hờn hay là ăn vạ này dạ vâng những ông bố bà mẹ thì đang rất băn khoăn rằng chúng ta cần phải xử lý như thế nào khi mà trẻ ăn vạ vậy thì chị có thể tư vấn với các quý phụ huynh chúng ta cần phải làm gì để có thể sửa được cái tật xấu này ở trẻ không ạ trong tình huống này thì bố mẹ đừng để bản thân mình gì ạ luống cuống theo gì ạ cái sự khó chịu cái sự bực bội hay là cái sự hờn dẫn của các con khi mà gì ạ các bạn ý đang bộc lộ cái sự tức giận hay cái sự khó chịu đấy thế thì tôi nghĩ rằng là một cái sự nhẹ nhàng một cái sự bình tĩnh nhưng mà đầy gì ạ cái tức là cái sự thấu hiểu và kiên quyết của bố mẹ thì sẽ giúp được gì làm chậm lại tức là làm giảm dần làm sao ạ cái sự nóng giận của các bạn ấy xuống đúng không ạ làm chậm lại gì những cái sự bốc đồng về mặt cảm xúc gì của các con xuống có một cái điều nữa là cái điều thứ hai sau cái điều thứ nhất này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta cho các con thấy rằng là ngay kể cả khi các con tệ như thế, thì chúng ta cũng không bỏ rơi các bạn ấy. Đấy đấy là cái điều thứ hai. Và một cái điều thứ ba đấy là gì? Chúng ta và các bạn ấy cùng nhau xác lập lại giới hạn ngay tại gì cái thời điểm mà gì cái công nước nóng đấy làm sao nó đang được hạ nhiệt thì chúng ta xác định lại các cái giới hạn với cả các bạn ấy. Và nếu như bố mẹ nhận ra rằng đúng không ạ? Cái việc mà các bạn ấy giận hờn đấy, cái việc mà các bạn giận dỗi đấy, nó đến từ chính làm sao ạ? Cái sự không thấu hiểu của chúng ta dành cho các con. Có nghĩa là gì? Có cả lỗi của chúng ta ở trong đó rất là nhiều. Thì có thể ngay tại giây phút đấy, chúng ta có thể nói gì những cái lời xin lỗi cùng với cả xin lỗi các bạn ấy, cho nên một cái ôm vừa phải, một cái sự động viên, một cái sự nâng đỡ. Thế thì ngay kể cả với cả những cái bạn bé khi mà ngôn ngữ của các bạn ấy chưa đủ nhưng mà toàn bộ cái hành vi ngôn ngữ và cái phi ngôn ngữ từ phía người lớn tác động đến với cả các bạn ấy thì tôi tin chắc là gì là các bạn ấy hiểu. Xin được cảm ơn chị Hương đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia tâm lý tiến sĩ Trần Thu Hương và hy vọng rằng điều này thì sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm kiến thức cũng như kỹ năng trong quá trình nuôi dạy trẻ.